trên cơ sở tách ra từ hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, mới đây Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhằm hướng tới mục đích đảm bảo tính pháp lý và thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội theo đúng quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phát biểu tại đại hội, trưởng bộ phận thường trực Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định hội sẽ luôn coi việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng là phương châm hành động của mình phấn đấu để trở thành địa chỉ gần gũi đáng tin cậy của người tiêu dùng hội cũng sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp chân chính để đấu tranh với các hành vi kinh doanh không lành mạnh trái pháp luật để nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đồng thời cũng là bảo vệ quyền lợi cho chính doanh nghiệp thực hiện chủ trương hội nhập và đối ngoại nhân dân của đảng và nhà nước hội sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm và góp phần vào phong trào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong khu vực và trên thế giới. Tại đại hội, ban chấp hành khóa 1 Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thông qua với 78 ủy viên, trong đó bộ phận thường trực là 11 người. Hội bao gồm 61 các hội địa phương và tổ chức thành viên trải dài trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.